Ba Mọc xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị các bạn ngày mới thật nhiều thành công và sức khỏe nha. Thì bây giờ mình đang đứng ở đây là ngã ba Tân Kỳ Tân Quý, bên tay phải là Mã Lò. Thì mời cô chú anh chị các bạn cùng đi tham quan với mình nha. Đây là đang có cái dự án cải tạo khối lăng vật 12.000 một ký và mở rộng, nâng cấp mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, gặp nát đẩy vô trong luôn, đẩy vô hơn 10 mét, mỗi bên hơn 10 mét từ tim đường. Đây thì đang nhà cửa rồi đập vô hết trơn rồi, và phía ngoài thì trụ điện thì vẫn chưa di dời kịp. Đây đang làm cái trụ cao thế đang đổi cái trụ cao thế. Nói chung anh điện lực này là anh đang đi chậm rồi, đang cái anh điện lực với anh viễn thông là đi chậm rồi. Anh đường đây là giải phóng mặt bằng với làm đường đây là thấy là ổn rồi đó, nhưng mà cái anh điện anh đi theo kiểu này là đâu có làm đường tiếp tục được đâu. Tại làm hạ tầng mà làm chính xác nhất là phải lưu lèn rồi đào xới đầu lên làm cống làm kiến rồi thì mới hoàn thiện đấy. Nó có những khúc thì bên hạ tầng họ đã làm tới vỉa hè luôn rồi mà anh đường ở lộ anh điện đồ anh chưa di dời vô đây. Không biết là làm cái trụ trung thế đó rồi còn ở lộn cao thế rồi còn trung thế hạ thế rồi không biết rồi tới khi nào mới di dời vô đây, hay là đợi làm đường xong không biết. Anh điện là cái anh rắc rối nhất mà mệt mỏi nhất luôn á, anh đó anh điện. Điện thì cứ là tăng liên tục mà cứ là than lỗ. Bởi vậy mấy ảnh là thấy mấy ảnh là mệt rồi, nhu cầu thiết yếu mà cái mấy ảnh cứ không biết làm gì mà lỗ miết rồi, không hiểu luôn. Không biết là do vận hành hay là sao không biết, quản lý hay sao không biết. Người dân thì than trời, máy ảnh thì than lỗ, giá điện thì mỗi ngày một tăng. Đây qua khúc này nhưng mà mặt bằng này giải tỏa này là khoảng cỡ cũng chưa cả 90% rồi chứ, vẫn còn một ít lại là đang vướng lại thôi, nhưng mà cũng đang đập rồi. Ở đây trước là chúng ta là ngã tư kênh nước đen nha, kênh nước đen à, cải tạo đồ làm kè đồ hai bên đồ đóng cọc đồ làm nói chung là đẹp mà vẫn chưa sạch lắm. Vẫn còn ô nhiễm nhiều á. Bên kia cũng khúc từ cái nước đen đổ đi cũng đang giải tỏa đang làm mà hết rồi. Nói chung là mặt bằng là đã xong rồi đó, gần xong rồi đó. Rồi bên này là làm tới trụ đèn luôn rồi. Hả? Biết. À, bên đây làm vỉa hè khúc đằng này Tân Kỳ Tân Quý làm vỉa hè làm trụ đèn phía trong luôn rồi, chiếu sáng phía trong luôn rồi. Mà cái anh điện thì vẫn chưa nhúc nhích gì đây, không biết anh điện này anh có đi âm xuống không rồi sao thấy không chưa nhúc nhích gì trơn. Cái anh điện này sau này ảnh hạ ngầm luôn rồi cô chú anh chị ơi, điện khu này là sau này hạ ngầm luôn, nhưng mà mới có đặt ống mà. Nó
cái ống vàng vàng mà trước cửa nhà của người ta đó, ống vàng vàng đó là của anh Điện. Mấy anh Điện sau này anh hạ ầm xuống á, đi ngầm xuống, anh không có đi nổi vậy nữa. Nói chung là nhìn không thấy nữa. Thì cái đó là phải phụ thuộc vào mình chất lượng thi công. Mới thi công làm sao phải đạt. Thì sau này là không có tình trạng sau này nó bị. Rồi khúc này thực hiện quý là mới mở rộng đường lên mà cũng cho thuê nhà cũng quá trời luôn á. Hay là thấy lên làm đường, thấy đường rộng rộng cái đầu tăng giá lên họ dẹp không biết. Hay là khủng hoảng kinh tế nó còn ảnh hưởng tới khu này. À, trước mặt chúng ta là nghĩa trang Bình Hưng Hòa đây, một trong những nghĩa trang lâu đời của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là ở đây đang bốc mộ, họ di dời kìa, di dời họ bốc mộ đi á. Đó, gia đình vô á, ai có thân nhân thì họ vô, còn ai không có thì đi ngoài này thôi vô chứ. Để phóng đến mặt bằng đó, quận Tân Bình, đến phần mộ trong dự án nè, di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nói chung là họ đang đẩy nhanh tiến độ họ di dời đó. Có những cái mộ, phần mộ vô danh nữa thì họ thông báo rồi, thì tới ngày là họ bốc. Như đây là, như bên tay trái này là bốc quá trời luôn rồi nè. Bên tay phải này có khúc cũng đã bốc rồi nè, có khúc thì đang tiến hành làm. Người thân, ai có còn người thân thì họ vô họ bốc đi. Còn không bốc thì nhà nước họ bốc thì họ quy về ở đâu đó. Nói chung là di dời giải tỏa. Nói chung là hỗ trợ này để sau này làm công viên trường học. Rồi, dự án này cũng là lớn chứ. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Bên tay trái là trung tâm hỏa táng. Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, không biết là trung tâm hỏa táng này có di dời không biết. Chứ nghĩa trang thì di dời rồi đó. À, trong kia đang tiến hành bóc quá trời luôn kìa. Đó, che bạc đó là đang bóc á. Đang đào xới bóc ở bên kia nữa kìa. Nói chung là tại bây giờ đang giai đoạn này là quyết liệt mà. Biết bao nhiêu ngàn phần mộ ở trong này phải để đền bù giải tỏa đi mua đất chỗ khác thôi. Chứ cái này bây giờ nó là nó nằm đây giờ nó giống như trung tâm rồi. Chúng ta đang nhà chính phủ đang đẩy nhanh, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh để mà bốc mộ ở đây. Trời ơi, rác. Nói chung là vòng vòng trong kia người họ đang bốc quá trời luôn à. Đó bên đó đang bốc nữa đó. Họ đang đào đông bốc nữa đó. Trời ơi, đem rác đem quăng ở đây. Ở đây nữa nè. Đó, đây đang bốc nữa đó. Trong kia nữa kìa. Hả?
ở đây nè, ở đây đang bốc nữa nè. Nhưng mà mấy cái anh này giờ là anh làm chắc luôn tay luôn chân á. Nhiều thì ấy là trong này nó nhiều mà. Biết bao nhiêu ngàn phần mộ, thấy nằm san sát nhau không? Phút này là đang bốc dài tới đây luôn á. Chùa Di Lạc nè. Ý là vô đây giờ là quyết liệt mà, trong giai đoạn này là nước rút mà. Đúng rồi, trước lâu lắm rồi. Trước đó nữa thì bởi có những cái bộ, bởi mới có những cái phần mộ vô danh, bởi mới có những phần mộ vô danh nó nằm tùm lum hết. Đó, đây đây nào, đây họ bốc quá trời luôn nè, thấy không? À, hồi xưa ở đây mộ nhiều lắm nè, giờ bốc vô tới trong kia nè, giờ tiếp tục trong kia kìa, mấy chú mấy anh nó đang làm đó. Rác thì quá trời luôn. Người dân vô ý thức ở đây bỏ rác ở đây. Này bán nhang nè. Thì đó. Thì đó, trong đó đó. Đang đó bốc đó thì mấy người chạy vô là đang vô họ bốc đó. Mình đang đi trên này là đường Bình Long nha cả nhà ơi. Hướng này là hướng đi ra ngã tư bốn xã. Rồi đó, vừa hết hết mấy cái mộ rồi đấy rồi đó. Đây trước mặt không ra quay lại cái kênh nước đen nãy nữa nè. Đây đưa tang nó vẫn vô đó, nó chắc này là họ đi vô chắc bỏ thiêu á. À, tưởng đâu hết rồi, ở đây vẫn còn đây nè. Ở đây nó cũng di dời, sau này họ di dời hết luôn á. Thì đây sau này họ làm công viên nè. Này bên nghĩa trang Đa Minh, nghĩa trang bên đạo, nghĩa trang bên đạo Phật giáo. Lazaro, nghĩa trang này đạo Phật giáo luôn. Trước mặt chúng ta là đường ngã ba, bên tay trái là đường Nguyễn Sơn, bên tay phải là như đường số 5 hay gì. Thank you.
Tính ra đi đường này giờ cũng nó chạy về Bình Hưng Hòa là nhiều ghê luôn á. Chắc hết rồi đó, chắc qua Đà Minh hồi nãy chắc hết hết Bình Hưng Hòa rồi đó. Này còn còn Bình Hưng Hòa. Bên tay trái là phường Phú Thạnh nè, bên tay phải là đây khúc này nó qua khỏi Bình Hưng Hòa chứ biết vẫn còn Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa. Chung là Bình Hưng Hòa bây giờ nó thuộc quận, nó nằm nói chung là giờ nó thuộc về trung tâm rồi, rồi giải tỏa cho nó giải tỏa hợp lý. Đúng rồi, dự án này lâu rồi nhưng giờ đang làm quyết liệt luôn. Thì những nào bây giờ là phút cuối là giờ không có người thân thì họ sẽ bốc, họ đem về một chỗ nào đó. Thì nếu mà phần mộ nào không có người thân để nó nói là họ sẽ cũng là bốc luôn. Ô nhiễm chứ, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tùm lum hết. Ra tới trước là ngã tư bốn xã rồi. Mà giờ nó đây nó đâu kêu ngã tư, hồi xưa kêu ngã tư chứ giờ nó thành ngã tư đó, giờ nó ngã năm ngã sáu vậy luôn đó. Đây nè, năm ngã nè, nhưng mà bên kia là nó còn lại có chia làm hai nữa đó, Lê Văn Quế phương lộ 2 nữa. Nói chung là kêu ngã năm cũng đúng mà kêu ngã sáu cũng đúng. Giờ mình đang quẹo xuống đường Hòa Bình nè. Đó, phải Hòa Bình phải không? Hòa Bình luôn à? Hòa Bình đúng rồi. Nhớ giờ là nhớ đúng rồi, không nhớ lộn. Lúc này hai bên làm nguyên hai cái dãy chung cư rộng rãi. Lúc trước khu này cũng nhà học hẹp hẹp không à, làm hai dãy chung cư đây mấy lóc luôn. Hòa Bình này nếu mình đi thẳng luôn á là mình đi về Đầm Sen đây, ra hướng là Công Quân nữa. Ớt cơm 10.000 một bình, ớt sinh tế bình chất 3 cây 25.000 một hộ.
Trước là ngã tư đường Tô Hiệu. Vượt đèn đỏ phạt 3600 ngàn, tước giấy phép lấy xe 30 ngày. Đó là xe máy rồi, còn ô tô thì chịu 7. Giữ xe 10 ngày luôn, tước giấy phép 30 ngày. Thì họ tôi thú 30 ngày sau mình lên về lấy lại. Ừ. Nhưng mà bây giờ đang có đề xuất là gì trừ điểm á. Ờ, ví dụ cái thẻ của mình là 10 điểm đúng không? Thì nó trừ lần có thể là 1 điểm hay bao nhiêu đó. Trừ hết điểm là thi lại. Đúng rồi. Thì không biết là có thể là như vậy đó, đang đề xuất không biết thông qua cho thì không đi. Đó, mỗi lần vào khó chừng. Để cho nhiều người để ý, chạy cẩn thận hơn. Thì trước mặt đây là đường Lý Văn Bích rồi, ngã tư Lý Văn Bích rồi. Rồi phải thì qua quận 5, quận 6 rồi, rồi trái thì đi về Tân Bình, đi về Trường Chinh, Cộng Hòa. Trung học cơ sở Hoàng Diệu bên tay phải. Như trước mặt chúng ta là ngã tư đường Tân Hóa Lò Gốm thì rồi. Rồi đi thẳng thì mình đi về Đầm Sen, thì về Lạc Long Quân, Hậu Cơ Lạc Long Quân rồi cũng được. Về mình về, về quận 5, quận 6 cũng được luôn, quận 10 cũng được. Rồi video của mình xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Đó, cứ nhớ video nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Nhiều người bắt bẻ mình là nói là video hay là video. Hồi xưa giờ mình cứ hay kêu là video. Video nghe. Rồi bye bye, see you again. Đây tới công viên văn hóa Đầm Sen rồi đây. Rồi hai chồng già đi vô công viên văn hóa Đầm Sen chơi luôn. Đây mới nhà hàng à, công viên ở bên kia rồi.